Xin chào cả nhà, hôm Hai nay bữa là Di và Nen sẽ đưa em Huy đi theo để hỗ trợ bán bánh tráng nướng ở chợ Bá Nà Đôm nha cả nhà. Mẹ Hổ thì mới đi bán ở trong trường về. Ở video trước á, thì có nhiều cái bình luận của khán giả nói về ý kiến á, là Di và xưng hô với em trai của Di là mày tao. Thì Di nói thật á, là Di ở miền Tây, ở Phú Quốc á, thì Di không biết ở nhà người khác như thế nào, như hai anh em Di á, thì kiểu hay là mày với anh hoặc là mày tao, không bình thường cả nhà. Không có phải là xa cách hay là người dân nước lã gì đâu, mà tại vì cái cách xưng hô từ nhỏ đến lớn nó như vậy rồi, gia đình Di là kêu bình thường vậy đó, cho nên là cô chú anh chị mấy bạn có thể thông cảm cho Di được được không, tại vì cái này là cái cách xưng hô từ nhỏ đến lớn rồi. Bây giờ mà bắt Di kêu em trai, em Huy, à Huy nó kêu là anh hai, anh Di, nó bị ngượng ngượng nguyện, cái nhà nó không, nó không có tự nhiên mà nó lạ lắm, nó ngộ lắm, nó không còn thân thiết như ngày xưa nữa. Người nói ngớ miệng à, người nói là ichi ichi hình gì, Ngứa miệng, không phải người nói ngượng là miệng, ngượng miệng, ngớ khó miệng, nói. không phải khó nói là nói được nhưng mà là kỳ kỳ quá trời. Đó, Anh hai chị giống hai, như mẹ ổ với bé Nam đó. nhưng Bên mà nếu có chị Na là chị hai đúng không, chị hai đúng rồi, mày tao cũng không có được. Nhưng mà nếu ví dụ nó mẹ ổ cùng miền Tây Thái Lan cả già, cái này là chia sẻ nha, không không phải cái gì tùy người, tùy family, tùy gia Về gia đình. đình Nhưng mà mẹ ổ với dì ốc cũng nói mày tao mày tao, nếu nói anh hai ơi, anh chị hai ơi, cái nói người ta chắc không muốn nghe. Người ta nói mày mày người thành phố à, mày muốn mượn tiền hả? anh sợ ơi, Muốn muốn nó nói mượn ngọt là mình muốn mượn tiền hả, mình có cái gì không à, cho nên á Di muốn chia sẻ để cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu là Di và dạ Di hồi đó giờ là xưng hô vậy đó cả nhà. dạ hòa xin lỗi với người, với gia đình, với người người khác, người tỉnh khác là không có quen Không cái quen tay, không có quen quen tùy nghe. vùng, tùy vùng mà tùy vùng miền và tùy gia đình người ta xưng hô, thì nói chung Di cũng chia sẻ lên để cô chú anh chị với các bạn bỏ qua cho Di cái vụ đó. Tự tự chúng mình không có viết script cái gì đâu, nói với tình cảm, với gia đình hết trơn, không Đó. phải là mày, không phải vậy. Cái này ví dụ cho nghe dạ. Không, thường thường bé Nam cũng hỏi anh gì, ngày xưa bé Nam không biết mày tao là cái gì, nhưng mà bây giờ bé Nam mới biết rồi, mày tao là cái gì. Tại sao tôi cũng hỏi mẹ Mai với bà Ba với anh Nó Duy là làm cái gì nè mẹ? ngồi Mẹ hết ổ nói làm cái gì rồi, sao mà mẹ ổ ngủ rồi? Bé Đang cũng cũng nghe ở phim, bé Đang cũng nghe ở phim cả già là anh gì, tại sao mày tao không được, và tại sao ở YouTube là người ta làm phim cũng nói mày tao, cái nó cũng không có tốt nha em bé, nha em bé cũng theo, nhưng mà phim ở Thái cũng nói mày tao mệt mỏi lắm. Đó, nói chung là chia sẻ xíu nha cả nhà. Còn bây giờ thì cùng Di và Nen và em Huy đi bán nha cả nhà. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn ở chợ Bá Nà Đôm. Đi thôi, kiếm tiền, Tiền kiếm tiền. có tiền may mắn của anh Đòn đúng chứ? Anh Don cho tiền may mắn rồi. Rồi cái nhà Di và Nen đã đến chợ Bá Nà Đôm. Bây giờ sẽ đi gặp cái anh mà quản lý chợ á, để Anh mình Keo, anh Keo. anh tên gì tên Anh tên gì Keo. anh Keo hả? Anh Ly ạ. Ly ạ, uống nước ạ. Anh Ly à? Anh Ly. Anh Anh Ly Keo, tương xứng lại á. anh Keo. Giờ đi gặp ảnh để mình hỏi coi là chỗ nào mình xuống mình bày là mình bán được. Sao đây khắp? Sao đây khắp? Đây anh nè, anh này là cái nhà. Nhiệt tình lắm cả nhà. Chờ mình hả? À? Trời ơi, chỗ nào đã cho chỗ nào bán? Ở đây à? Khúc này hả? Ok. Cũng được cái nha, khúc này cũng được. Khúc này là thấy là khách đông cả nhà. Đem cái chỗ bán á. Đây đây. Đây nè. Bán đâu bán này à? Nè nè em nè. Đây đi với đi. Kiên vô. Xé xác vô kia luôn. Nè nè nè, xuống kia. Đi lên đi lên đi, đi lên, lên nữa đi, đi lên nữa. Dê chúng mình là nắm. Chúng mình là nắm rồi.
Hiện tại thì nắng quá nha cả nhà. Hiện tại mấy giờ rồi? Coi thử. Cái này bao nhiêu? 3 giờ. 3 giờ rồi. Nắng lắm. Mà ở đây phải được là 6 giờ mới bán được nha bé. Hôm nay có cái gì mới làm nè? Đây. Dì mua cái ống chích nè, để dì xịt trứng, hút trứng lên là xịt đó, xịt vô nó không có đổ, hiểu không? Đó, vậy nè. Tụi mình lấy 10 kéo 10 ml ao. Xịt vô. Nè, bỏ đây nè. Đó, không cần phải lu bu, mình để nè, cái mình rút lên vậy nè. Cái trứng phải không? Xịt xong. Mình kiểm soát được, hiểu không? Lần này thì anh quản lý chợ cho dì mình anh xuống ngay chân giữa chợ nè. Ngày xưa là dì bán túi đằng kia kìa. Bây giờ thì cho bán ở khúc đằng này. Đằng này thì đông khách hơn nha cả nhà. Tại vì ảnh cũng có hứa với dì Nan đó, lần sau mà xuống là sẽ cho hai đứa ở một vị trí tốt hơn. Đó, bây giờ ảnh tạo điều kiện cho hai đứa buôn bán rồi đó cả nhà. Cho nên cũng khỏe. Lòng, ao anh áp cái này nồi, áp Amela. No, áp Amela. Áp Amela hả? Dạ. Rồi được rồi, được. Đó đấy mà. Cô che lên cái nó mát rồi luôn. Đúng rồi. Mát chúng mình. Mát chúng mình luôn. Mát cô. Được ha, gắn này vô luôn. Rồi. Nói chung là công tác chuẩn bị cũng đã ổn rồi cả nhà. Huy sẽ đứng ở đây. Vì nướng hai lò. Cái lò này thì lửa ít, lửa nhẹ, còn cái lò của Vì nướng là lửa mạnh. Nướng xong cái dục qua lửa lò này bé em Huy sẽ coi. Nói chung là tại vì Vì muốn bảo đảm là bánh tráng nướng nó ra liên tục, mới có liên tục. Cho nên là mới nướng hai lò. Với lại cũng có em Huy đi theo hỗ trợ nữa. Thì cái khâu mà sản xuất thì nó sẽ nhanh hơn nha cả nhà. Đâu bỏ lên thử rồi, xịt lên thử một xíu đi nha. Vừa vừa thôi, xịt lên. Cái nữa. Nữa. Rồi được rồi. Được đó. Được đó. Để phú phải xảo Việt Nam với lụng. Xin chào. Xin chào. Con 7 tuổi. Con 7 tuổi rồi. Ai giúp chị Pi lá lụng? À quên lẹ. Con 7 tuổi rồi. Phòng ai giúp chị Pi đâu? Con 7 tuổi rồi. Con. Mẹ nói với đi con. Con. 7 tuổi rồi. 7 tuổi rồi. Dạ thường rồi. Rồi có luôn rồi. Mẹ mẹ. Phú Việt Nam từ đó lụng xịt lời. Đi lên. Nữa. Rồi ok. Rồi đi. Rồi chén bơ, nhiệm vụ. Khoan. Chưa chén bơ. Tại vì khách chưa có đông á. Từ từ đi. Phải chén bơ á, giờ lực cái nó. Pizza bên nào mấy khá mời cái dạng chung rồi mà cái dạng chung nha mời cái dạng chung nói chung giờ cũng chưa bán được á nhiều xúc xúc một muỗng thịt pizza Việt Nam thấp pizza bên nào mấy khá xúc muỗng thịt bỏ lên rồi bỏ nguyên hành lá lên xúc, hành lá lên rồi hành phi lên ừ đúng rồi đó rồi đến đây em nướng luôn mày nướng luôn hả ta liền mà ờ liền luôn á vắng khách mà ờ liền lúc vắng khách ha gấp di chuyển kéo vòng tròn á nó khác nha ừ đúng rồi đó đều chị cứ nè mày nhìn nè khúc này cho nó giòn đi giờ hãy di chuyển tiếp rồi đẩy như quanh kia đúng rồi rồi di chuyển qua để nướng cái này không đừng khác đây giờ di chuyển qua ừ đúng rồi kéo vòng tròn đúng rồi nè bẻ phải không kỹ năng bẻ là phải nè cầm một cái ở đây đúng rồi bẻ cho nó gãy hai bên cho nó đều mặt trăng á nè rồi xài đó chưa ừ rồi bẻ lại gấp lại không gấp gì là cái cây chọt vô gấp ra chứ mày bẻ gì là nó bẻ nó bể tùm lum đổi tay cầm gấp đổi tay khác nè cái này bẻ cho nó gãy bể chưa đó bẻ cho nó bể mới được rồi mềm bởi mềm luôn tà le luôn rồi không gấp gì là chưa chín nha cái này chưa xong đó chở mặt là chở như nè chỉ cho lạc qua nhẹ nhàng chứ ai mà cần gấp cầm lên dù qua đâu
giờ nè, khi mà lật qua muốn giòn mở miệng lên, cái miệng nghĩ là không có giòn mở miệng lên, cái khúc nào mà nó giòn muốn giòn thì đưa qua vừa gần lửa nè, cái khúc này nó chưa giòn này, khúc này giòn rồi nè, đến đây rồi đem, không cái này cũng một mình ăn đó, rồi đem bển nó chỉ hai cắt cho em, còn mình em ăn em chiêm nghiệm cái bánh chưa nướng sao nào sẵn đây ta đó để dưới. Ừ rồi đem bển đi, vừa ăn vừa ngồi lại chiêm nghiệm coi mình đã học được những gì nha, chiêm nghiệm coi là anh hai dạy được những gì, nhớ được những gì nha, mày phải học thêm 10 năm nữa mày mới ra trường được. Nướng lại thêm, nướng thêm cái nữa không, thôi mày nướng cái nữa là tao lỗ nữa, mày càng nướng tao càng lỗ đó. Ơi chồng, chồng yêu đi mày kìa, chồng yêu kìa, yêu lớp dài, yêu lớp dài là gì, ai lớp nhiều tào lao. yêu là từ đầu, yêu là từ đầu á, đầu con vịt, vịt lỏng đi, vịt lỏng hả, vịt lộn, vịt lộn, ai vịt lỏng, thế mày, thế mày lộn đó, lộn sà ngầu. Lộn sà ngầu hả, à ngầu quá à. À quá ngầu, à quá ngầu, không phải, à quá chơi, à quá không trời. Có nghĩa, không nghĩa, nghĩa không có liên miên, không có ý nghĩa đâu, chơi mai trước á. À. À. Cái này có ý nghĩa mà sướng sướng. Cái gì? Sướng sướng. Cái gì? À. Sướng sướng. Sướng sướng. Tào lao. Có ý nghĩa chưa? Có ý nghĩa mà. Tào lao. Nói cái hát đi, không được cái đó. Tao cười. Cái gì? Tao cười chết chết. Quýt phải không, quýt phải không, quýt đây đó, xong rồi mình sẽ mua quýt để củng cố cái tình hữu nghị của là hàng xóm láng giềng nè, cho con trái đi nè, đưa cho con trái. Ừ nè, từ từ nè, có con hai trái đi, kìa lên khắp kìa kìa cái nào kìa lén, kìa lén. Quả anh mấy? Quả anh mà. Bây giờ bắt đầu nướng đi, chứ đừng có chờ nữa. Nướng cho người ta thấy mình nướng. Tại nãy giờ anh thấy là khách đông quá trời đông, người ta đi qua, là, qua đi lại mà nhìn mình đó. Mình đâu biết mình bán gì đâu. Nướng đúng không? Phải nướng cho người ta biết. Bé, chén bơ bé. Vậy vừa thôi. Đó. Vô thịt đó, xịt vô thịt đó. Rồi ok. Em bé lấy cái ghế, lấy cái ghế. Pizza Việt Nam sẵn đài nữa tỏ. Rồi. Nè thấy chưa, thấy bẻ không? Tôi để cái cây dưới nè, bẻ nè. Bẻ gì nó không có bị bể tà le học me, hiểu không? À, mà không muốn cho nó giòn thì phải đừng có gấp lại. Mở miệng vậy nè. Pizza Việt Nam ấy hả? Bên chọc ban Việt Nam ấy nó hả? Rồi, dục vào đây. Chén bơ đi bé, tự chén bơ, tự ấy đi, tự nướng lên sẵn. Đây lò ra là gấp thang bỏ vô đây. Khóc cun na ค่ะ. Đây lò. Khách nữa. Pizza Việt Nam đó ครับ. Pizza Việt Nam ค่ะ. 30 40 sẵn đây nha ค่ะ. Sảy chi 40 จ้า. Lấy dở này lên đây lấy thang bỏ qua. Cái thứ sảy chi này ní, thêm 10 bạc lên 40 bạc จ้า. Cầm. Lấy thang bỏ qua nha. À đây nữa ta. Sảy mấy? Chép bơ đi bé. Lấy cái ẩm cái này ra cho khác chép bơ. Khách, bắt đầu có khách rồi, chiến thôi. Đi, đi. Làm cho em bé nướng à. Nướng sơ sơ. Bé lấy thang á, lấy thang bỏ đây giùm anh đi. Cái dĩ nó hết thang rồi. Nếu chút chưa. Xịt, xịt, xịt. Đây rồi. Nữa, nữa, nữa. Rồi, ok. 31 nè hả? Rồi nè. Nè, đẩy đầu lên nè.
ได้แต่ถ้าใส่ชีสลงไปก็คือได้หมดเลยได้หมดนี้เลยใส่ชีสของพี่โอเค2แผ่นนะซอสพริกแล้วก็ next คิวอ่ะปูจิ๋งจึ้งต้องหิวคาดลอยไงจึ้งจึ้งจึ้งดับจึ้งรอเทมเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่หนูนี่เสร็จกันได้เดี๋ยวว่าได้จึ้งแกเดี๋ยวจึ้งนะเดี๋ยวจึ้งหยุดยืนบอกแดงนะใส่สักมายังไงโอ้สบายมากเลยขอบคุณท่านลุงครับเหมือนทำร้อนในร้อนในตาเลยระวังแล้วนะคะเสร็จแล้วได้แล้วของพี่กี่แผ่นจ๊ะแผ่นพิซซ่าเวียดนามครับครับพิซซ่าเวียดนามครับได้แล้วนะโอ้ยไม่ดอกครับเลยจะไม่ค่อยจิ้มไม่ได้เวกอันกันไหนรู้อันนี้หนูใส่ขมิ้นลงไปขอบคุณนะคะเช็คเบอร์ลำดิ้งตกเชื่อใช่ครับพิซซ่าเวียดนามอันนี้แป้งนี่ทำเองเลยนะคะตาก30บาทใช่ร้อยซ่อมหยุกว่าแก้มเลยประดาวทาทาเบอร์ดีไว้เลยคัดตรงแล้วใหม่เอากันไหนกันดีซอสยีพวกพี่ๆเราใส่ซอสยีมายองเนสไว้ซอสพริกค่ะพี่ไม่ใส่ชีสได้เดี๋ยวคนพี่กันนะแป๊บนึงเดี๋ยวอันนี้มีคนสั่งไว้2คนเดี๋ยวเขาไปเดินเดี๋ยวเช็คเบอร์ดูจีไฮยกไปเลยจีไฮสั่งไว้ได้นะจึงก็ไหนซอสยีเมื่อกี้ชิลลี่เหรอเมื่อกี้ก็อยู่ชิลลี่หน่อยก็ทอมิโต้ซอสแงบเลยก็จีแป๊บเดียวค่ะของพี่ใส่ชีป่ะใส่ชีไงใส่ผักป่ะไปหันแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเมื่อกี้หนูไม่มีเลยใช่เราหนีหายไปไหนลองว่าอย่างนี้จึ๊งเมื่อกี้ใครที่สั่งไว้บอกหนูได้นะคะของพี่เขา2อันแล้วก็ต่อไปของพี่ใส่ชีสใช่ไหมหรือว่าหรือธรรมดาผมว่าอร่อยก็ทีค่ะใส่ชีสจ้าใส่แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะเนี่ยของหนูได้แล้วลูกจึ๊งยังจึ้งลงรอยโอเคเรียบร้อยค่ะ30บาทจ้ะใส่ซีสนะคะใส่40ค่ะรอยครับเราแล้วนะนะกินร้อนๆให้อร่อยเลยนะคะว้าเจ๋ดองครับของพี่ใส่ชีสป่ะไม่ใส่ชีส This one no cheese ได้ไรซอสเลยนะคะซอสจีซอสพริกกี่แผ่นจ๊ะ2พี่ทั้ง2แผ่นเลยนะคะโอนตังค์ได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่ให้โอนแป๊บนึงจ้ะจึ้งเลยมาต่อกันต่อได้ไหมนะได้แล้วจึ้งเลยจึ้งเลยพี่ขาสองร้อยคนได้ไหม
ได้ค่ะอะไรคะสองแผ่นใส่ชีสป่ะใส่ชีสสองแผ่นได้โอเคครับใส่ซอสอะไรมะเขือเทศเยอะก็เดาไงบอฟอร์มายไฮไกด์บอเติงกระจัวเล่นliên tục liên tục làm liên tục chết bao liên tục coi chừng né né đụng coi chừng đụng con ngoài sau nha rồi đó vậy hả coi chừng đụng người ta được cởi nó ra đi giờ hết nắng rồi cởi ra đi cho thấy mặt mày nữaอันนี้ของของกินแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งธรรมดาย่อยจึ๊กเลยไม่สาวแล้วไม่สาวแล้วจ่อยจึ๊กเลยจึ๊กเลยจึ๊กเนื้อขอบพระคุณมากค่ะรอด้วยใส่ชีสคิวถัดมาใช่ไหมคะถูกไหมของพี่เขาแล้วใช่ไหมโอเคเนี่ยช่วยบอกหนูด้วยสับโอนค่ะน้ำแดงโอนค่ะเดี๋ยวเช็คเบอร์หิวมาวะจึ๊งเลยรอยไปต่อให้เจ๊เบอร์ที่สั่งไว้อ๋อที่สั่งไว้แต่แป๊บนึงค่ะโอนนะคะหิ่งตายอ่ะยีนานยีเอ็มวีดังนึ่งหายลอยนะคะเนี่ยนึ่งยีไม่เก็บไม่เงยขับดังเจอจึงเลยเนาะไม่เงยเนาะจะเรียนบอกโฟมายจ้ะรอยอันว่าไปไหนชื่ออะไรพ่อชื่อเหรอได้เลยของเต้นกี่แผ่นครับอันเดียวนะแป๊บนึงนะเต้แป๊บนึงให้พี่ก่อนแป๊บนึงเต้มาอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่จำได้นี่ไงที่คุณพ่อหนึ่งก็บางในเมื่อกี้ไงซื้ออังรอยนะเย่เนี่ยวันนี้พี่มาว่าถ้าวันนี้พี่ขายไม่ได้พี่จะขายน้องนี่แหละไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าหรือว่ามาขัดแวงขัดแวงขัดแวงกันใหญ่ลุงจึ๊กมัวจอจาอังเอ๋ยใหญ่ครั้งที่แล้วให้คุณพ่อกินคุณพ่อว่าไงบ้างไปถึงนะแจก็บางในแค่งองสองแผ่นเดี๋ยวให้พี่หลังกันอยู่เราเนี่ยชื่อฮะบอกจึ๊กอู้ดูบรรจัยนั่นดูดีเงยตาหลับมาเกยเกยว่าเจอได้แล้วไหนหลักเลยมาคำเศร้าย่อยดิย่อยแคบอยู่ยี่กับแม่เราไม่เอาแกผมกินร้อนๆเลยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปเต้งใส่อะไรใส่ชีสใส่อะไรใส่ชีสค่ะใส่ชีสค่ะซอสอะไรคะมะเขือเทศนึ่งกับตับหลวงนึ่งกว่าละตับดุเอาใส่มะยองแทงเดือดแล้วแบ๊ะแบ๊ะlấy cái thang lại đây nhấp bỏ vô nhấp lên xì chi thôi chứ ba nhấp lên lấy thang bỏ vô แล้วก็มาอย่างนี้มะเขือเทศใช่ดิดิดิเขาไม่เคยเจออ๋อดีเต็มมันลุงอ่ะใช่ดีเต็มเลยดีเต็มมันแบกดีเต็มมันนั่งมันก็อ่ะว่าพี่ไปขายที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามาต้องบอกอยู่บนไหนใหญ่กบเลยมันตากองทางกำลังน้องอ๋อขอบคุณมากที่ไปหาขอบคุณค่ะ
Người ta đi kiếm mình soi sỏn anh yêu. Người ta đi qua kiếm soi sỏn hả? Đúng rồi, cho có một người. Anh ấy bỏ anh. Của Việt Nam á. Mimi quân Thái. Đẹp lối sỏn. Mimi quân Thái. Mẹ mẹ. Mẹ. Phà lai à? Phà lai à. Lấy à? Phà lai à? Từ 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 để cho nóng nóng á. Việt Nam có đi qua này à? Vợ. Vợ. Vợ yêu. Vợ yêu. Vợ dạ yêu. Vợ yêu. Ờ dạ yêu. Không phải dạ yêu, vợ yêu. Dạ yêu. Vợ yêu. Vợ vợ. Nè em. Người ta hỏi cái từ vợ á ở Duy gọi như thế nào thì Duy gọi theo cách miền Tây là vợ nha nha, vợ yêu nha cả nhà. Nam, người Tây à? Tây cấp. Tây. Người ta hỏi gì là ở Việt Nam là ở Bắc hay là ở Nam thì Duy nói vợ miền Tây. À, thầy lúa bỏ hả? À, chụp hình hả? Chụp hình, hay hay fan của thầy mấy, fan của mình giỏi tuổi. À, em. Ồ, đẹp quá. À, ai kín đường. Đây, họ xảy chít mấy khám, nó xảy chít 40. Ok, bỏ phô mai. Tên này, tại quá, ê, dơ dơ. Này, gì nè. Bắp lấy đi ha. Ăn 1 thằng xảy chít mấy khám. ไม่ต้องใส่ ครับ ได้ค่ะ ของพี่ใส่ชีส อันนี้ไม่ใส่ อันนี้ 1 แผ่นครับ ใส่ชีสป้าเลย ใส่ ของพี่ใส่ซอสอะไรคะ พริกมะเขือเทศ หรือใส่ได้หมด พี่สั่งไว้ สองแผ่นใส่ชีสค่ะจึ๊ง 80 บาทจ้ะถ้าไม่ร้อนใส่เวฟได้อีกนะคะถ้ายังไปถึงบ้านเดี๋ยวทอน 420 บาทเนาะได้ 1 2 ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะกินร้อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวของตัวเองพริกมะเขือเทศสั่งได้นะเอ้ยไม่ใช่ค่ะธรรมดา 30 บาทเท่านั้นค่ะ ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ yeah. ร้อนๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ bữa nay á là Duy với Nam á đáng lẽ làm hai ký heo nhưng mà bé Nam vừa làm nói hai ký heo cái thấy trời mưa á cho nên làm con ký rưỡi rồi cả nhà hôm nay mưa lớn quá lúc sáng để lại lên cho em Huy nướng kìa làm liên tục luôn làm liên tục luôn em để lên cho em Huy nướng có hai lò rồi bao nhiêu khách cũng nướng được hết á Huy biết nướng phải không xin chào nè kéo qua kéo lại nè bé kéo qua kéo lại cho nó giòn đều cái nhân của nó sẽ làm cho cái bánh tráng vừa giòn nó đẩy qua đẩy lại cho nó giòn trong bánh đa nha bé là đều hết trơn rồi nó cứng cứng là ok ซอสกี่ใส่ซอสอะไรดีคะของพี่มายองเนสเว้ยกระจัวพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยค่ะ40บาทขอบคุณมากค่ะที่รอค่ะธรรมดาค่ะได้เลยค่ะสักครู่ค่ะโอ้ก็ลงหยอดดูหน่อยจ้ะขอบคุณมากค่ะรอเชฟเบาจอจีไฮดิ
Dễ hả? Từ từ, từ. Học cưng khả. Còn tên anh chị thầy nữa. 3 thẻ nó nhiều một người này là 3 cái. 3 cái hả? Chép bơ liền 3 cái, người ta bán 3 cái. 3 cái. Đi ra Việt Nam nó khá. Chép bơ đi em. Chiều rồi đó. Người ta dọn dẹp 6 giờ rưỡi với anh hỏi. Không, mặt chưa đỏ đâu, mặt mày đen à. Mặt đen. Chuyển sang màu đen à. Đi này à. Rồi đi. Để cho người ta đi. Đó. Cấp cấp giờ cầm cầm cấp cấp lên. Cấp lên, cầm giấy, cầm giấy, cầm đi. Ừ. Đưa lên, đưa lên, đưa lên. 2 3. Ý, bỏ xuống, bỏ xuống. Xuống lên nữa. Trứng, trứng cho anh. Trứng lên bé. Dạ trứng cho anh hai nha em ơi, đừng có mày tao nha. Chị chọn khách. Để lên cho nó nguội. Pizza bên nào sẵn đây nè chá. Cái gì khảo là hả? Hồi nãy mà khách đông không biết gì luôn. Anh đây hả? Chép chép chép. Chép bơ đi, chép bơ đi. Anh nói 30 là hả? Ok đây. Nè. Kìa cái hùng bơ kìa. Sài gió lây, nụ nói. Sớm mắc cải thiệt. Thầm mà đa 30 khá sài chí 40. Chép bơ để đây nè. Cái này cũng có đi. Mày bút vào đây ngay nó khúc vào đây đấy. Mình Mỹ Bọc Hoa xin chào Việt, xin chào. Xin chào. Học từ Nga khá chí lắm. Bương Duân. Bình Duân, Bình Duân. Người ta nói á, người ta nói á là cái Bình Duân đó cả nhà. Duân người giỡn á. Bên người Thái người ta hay gọi Việt Nam mình là người Duân, người Duân là người giỡn cả nhà. Là đồ ăn Việt Nam mà gọi là đồ ăn giỡn nha cả nhà. Dù nên mương lại ra thì không hại. Này này này. Này theo. À. ขอบคุณมากค่ะโอเคของพี่ใส่ชีสเปล่าใส่จ้าใส่พี่ติดก็ไหนก็เงยมิงเนาะมีอีสานไหมแถวอีสานจริงไปแล้วเท่าไหร่30เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใส่ชีส40จ้ะพูดภาษาเวียดนามว่าอะไรบ้อมเมยบ้อมเมยบ้อมเมยบ้อมเมยNè, ở chị ở đây, chị này là nói chị là người Myanmar, không phải người Thái đâu, gì mà nói tiếng Thái được. Chắc bao giờ? Người La Non. Chị là người Myanmar nè. Người Myanmar. Cái nó là biển giới càng quý Myanmar luôn. Chị mới đây dẫn cho Thái đâu nghe. Ồ, gì mà có cái nó theo củ Thái rồi, hồ chiếu Thái rồi. Khóc khuyên mát khá. Minh Galaba khá. Minh Galaba. Chít đè la đè khá. Chít đè la đè, bà lao lè gì đó. Minh Galaba. Minh Galaba.เห็นละ30ถ้าไม่ใส่ชีสนะจ๊ะถ้าใส่ชีส40ค่ะหนูเอาใส่ชีสใส่หมดเลยแต่ใส่หมดเลยได้ๆๆแป๊บนึงค่ะของหนูใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวของปลาไก่ปลาเอ๋ยก็ไหนกูจู้ไหนกูก็ ok kìa mình chưa nướng cho cô ok nữa đúng rồi để tôi lấy cho từ từ em đi qua này cái dài quá đi thiệt này sốt gì cô lung xài sốt gì cá pít mắc khởi thế chá cô lung mắc khởi thế ha mày nhớ nét đấy không mắc khởi thế nít ít 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 to đừng lái ăn lẹ nó có cầm ของเวียดนามเลยจ้าแม่มาจากบ้านชู้ล่ะชู้ไหนน้อยอ่ะอังดอกอังของเวียดนามดิอังของดอกไทยนะแจ้งก่อยเอาไปเลยอันละ40ค่ะแต่ถ้าไม่ใส่ชีสหนูคิดแค่30บาทจ้ะแม่ของคุณลุงของคุณลุงนะได้เลยอ
ินให้อร่อยค่ะคุณลุงกินร้อนๆก็ดีจ้าแต่ไม่อร่อยอย่างเดียวดิกินหลังได้ไม่อร่อยคงก็งงอ่ะคงก็อังเหรอไอ้ติ๊บอยู่ยาวอยู่จ้าติ๊บยาวจังพ่อค้าได้กินข้าววันยังนี่ค่ะกินข้าวไหมอ๋อกินเลยค่ะกินเลยครับคุณป้าครับขอบคุณค่ะโซวาใหม่ยังคมเรียบร้อยกินร้อนๆได้เลยนะคะโซวาอันนั้นหลับงงๆแล้วจอไม่เหงื่อยเนาะขอบคุณมากค่ะก็ได้ลาจอโกไหนเปล่าอย่าดิซิปเปล่าดูหน่อยโอ้ยนงอนเอ็มเอ้ยงอนงอนหลังจองงอนอ่ะเหมือนเหมือนเยอะงอนงอนงอนนี่โกบ้างบ้านเหนือเยอะเยอะเยอะดูหอมใส่เงี้ยครับเพิ่มเลยนะแค่สิบไหมแทนทำ30ใส่ชีส40ค่ะแนมโกว่าโอเคทำโอเคคอมในล่ะโอเคนะต่อเลยล่ะยืนไว้ก็อยู่ที่จุ่มเหมือนจึงเบ๋อ่ะคอมเจ้าเอ้ยหิวcông nhận luôn đó nha. Nãy đứng lên bán một hơi một luôn. Đưa đưa em trai của chúng mình đi xuống chung nè cả nhà. Mặt của Huy nó đỏ chứ. Mặt đỏ. Không mà Huy nó chịu khó thiệt. Nói chung là chịu khó đó. Nó cái này tương lai. Ngày mai bệnh luôn. Ngày mai bệnh. Vậy. Bán bánh tráng một ngày nhé. Nhẹ bán một từng cả nhà. Nè, chỉ cho không phải đánh. Đánh tản trứng là tản bằng cái này, hiểu không? Tản bằng cái cây này chứ không phải tản bằng cây gập, cây gấp. Nè, tản như nào đó, tản qua con đợi vậy nè. Bí xe Việt Nam đó khắp. Gấp giờ gấp lại nè. Khúc này ăn tiền. Nếu không ăn tiền không em sao? Ăn, ừ đúng em rồi. Em ơn của em. Ý, làm được em đó chứ. Đúng rồi. Lính lính của anh mà, anh đào tạo mà. Rồi sao nữa? Còn thiếu một bước nữa. Lêu. Biết bước gì không? Đi rồi, lêu. Đây chờ. Mềm. Biết tại sao mềm không? Lật lại đi, nướng cái mặt kia. Đặt lại là quá. Cứ mở miệng lên. Rồi để gì hoài luôn, để gì cho nó giòn. Hiểu không? Tại vì khi mà gấp lại cái hơi nó bốc lên là làm nó mềm. Ở trong này nó nóng, nó có nước. Thì khi mà gấp lại cái hơi nó bốc lên, cái hơi nóng nó bốc lên. Giống nước sôi á, nó bốc lên thì miếng miếng dán nó dính khói á là nó mềm. Cho nên phải mở miệng ra. Được, cắt cho người ta. Rồi cắt cho người ta đi. Thì sao Việt Nam sẵn đây nè khá. ขอบคุณมากค่ะพี่กินร้อนๆนะจ๊ะใส่มะเขือเทศนะโอเคมีแล้วว้าวมาว้าว้าแล้วเลยค่ะใส่ชีส40ถ้าได้30ค่ะได้จริงเสริมว่าแล้วเมมเนี่ยแต่บันเจ๊งอยู่ยองบันเจ๊งอยู่หนูหนูก็หกนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวรับออเดอร์เลยจ้ะของน้อง30บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะเบอร์ยอจีไฮดิกินแล้วร้อนอร่อยนะคะทอน70บาทจ้าได้เลยครับแอมดอนะขอบคุณมากอร่อยถ้าดอลงกินแล้วให้อร่อยนะคะจีหวานจังใส่ชีสเหรอคะใส่ใส่ซอสอะไรดีจ้าพริกมะเขือเทศไม่จันอะไรนะมายองเนสมีสามมายองเนสไม่มาจากเวียดนามเลยหรอใช่ค่ะเป็นบ้านหนูอิสุราชนะใช่หนูคนเวียดนามสามีหนูเองน้องสามีพูดเวียดนามได้ด้วยซินเจาซิซินเจาครับหนูก็พูดได้ใช่พูดได้หมดเลยตอนแรกพูดภาษาอังกฤษกันก่อนเสร็จแล้วเบื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังไงสวัสดีไงสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซาเวียดนามี่ค่ะสั่งได้นะคะไปค่ะไปค่ะยังเหลือจังเวียดนามเลยจ้าอันนี้40บาทค่ะจ่ายแล้วนะคะโอเคแฮกเลยแฮกเลยรอดจ้ากินแล้วร้อนอร่อยนะครับค่ะใครเอ้ยเฮ้ยตำลึงเหรอเนี่ยบ๊ะตำลึงบ๊ะตำลึงเหรอเอาได้ก็ngày đầu tiên tao với chị hai mình xuống đây bán á là tới 8 giờ ta gần 9 giờ mới về tới nhà
là dẹp mới dẹp, còn bây giờ là mới có 6 giờ 6 mấy là chuẩn bị gần hết rồi nè. Đúng rồi là hôm nay là chuẩn bị là mình chuẩn bị về được rồi đó. Tập lấy đi khăn luôn. Rồi có khách. Ủa má láo mấy láo hôm nay con này mới mua thớt Dù bé mama ní ngay xin chào leo thưa anh sản chis bây giờ anh chưa có ấy đưa qua em huy chị chưa có tàng cho tàng bà em à. Bạn bạn học với anh nó có yêu chung với bạn học của tôi nữa. Người ta có anh yêu chị đang hết luôn. Ừ đúng rồi, hai em mà hai người yêu nhau còn chín thật. Có một bánh tráng không? Có mua một cái đó, cái quan trọng là có một bánh tráng. Có mua một cái đó. Mua một cái chị, mua một cái ủng hộ tinh thần đôi trà đó đó. À điều lót anh đi không xuống anh mà xuống anh mà đôi sao kẹt lại luôn lôi mấy sai mua cái chải về đó đưa cho Huy cái ở chiếc bờ YouTube mà đây YouTube Unisa xin kênh YouTube à. Đúng rồi, muốn coi YouTube mình. Anh đi không nấu con lết lưới chít chầm luôn Unisa kênh chúng mình kênh gì á không nhớ nè. Kênh YouTube mà không nhớ nữa thôi nghỉ làm luôn. Đài ơ chay lườm xin cho anh nhấp cặp mà đưa lên cho anh nữa. Chay xin chào khâu xí sao mà đi khâu này bé kìa, người ta hỏi kìa xin chào anh dòng anh xì vô vậy anh dòng anh xì vô xin chào kìa. xin chào trời sao mà đi kha bé biện gái nói chuyện làm quen nha cả nhà. Được rồi. Chụp hình quá trời luôn. Của bạn em á. À, thế à thầy luôn. Mong hiểu mấy lúc. Lúc sao ở chân em. Chín ba. Mày mới chín. Bài, thầy thơ lúc sao. Chân em mới lúc rồi. รีบไปไหนอ่ะนี่ใส่นี้นะแล้วก็ไปกินเธอนี่ฉันจะได้กินของแท้ครั้งแรกฉันกินครั้งแรกที่กรอบพีพีนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตครั้งที่สองก็มาแถวนี้ก็เดี๋ยวก็มาจริงเหรอแต่งเกี่ยวที่นี่แกจ่ายตังค์แล้วเหรอแกลืมจ่ายตังค์ว่ะสองแผ่นเลยเหรอครับโอ้เนี่ยหมดเลยที่พี่เจอมาตาที่เงยไหนมาตาเดินดำกว่ามาเจอชีน่าละชีน่าชีใส่ซอสมายองเนสนะครับได้หมดเลยนะคะมายองเป็นแล้วปกติธรรมดากับอีกแผ่นนึงใส่ชีสอีกแผ่นนึงเอาแบบนี้ไม่ใส่อะไรเลยแล้วใส่ชีสอย่างเดียวไม่ใส่ซอสอะไรเลยครับเดี๋ยวโอเคได้เดี๋ยวแล้วคัดดับเบรกกูตุยจุ๊บซิ้วของสต๊อกเฮ้ยฮัทไอ้ของของไก่อ่ะแอมถูกไหมก็ได้ชีน่าถึงแล้ว người ta dọn dẹp rồi chồng chúng mình cho chúng mình dọn dẹp liền. Hết rồi cả nhà, còn cái cuối cùng nha cả nhà. Cái này là cái cuối cùng nè. Chị lớn lớn ăn lời nè hả? Mẹ em nói đủ rồi. Con xịt bạc ta. Thấy đồng quê. Ông mà thấy nhớ lấy chả. Mày phải nhìn thịt heo, mày pha thêm là chết rồi. Xịt lớn có lời ọc mà thăm khổng tiền. Tăng tại Covid không có tiền. Hết rồi. Ôi ôi hôm nay. Chính chi hát. Rồi vị khách cuối cùng nha cả nhà. Khóc quên mạc cả. Tạm biệt. Tạm biệt với bà. Hết rồi cả nhà ơi. Dọn dẹp liền. Đi ăn cơm mẹ Mai với mẹ ủ. Ừ. Mẹ Mai nấu ăn ở nhà kìa, đợi ở nhà kìa. Hôm nay nói chung á là thịt heo chuẩn bị 1 kg rưỡi. Ban đầu là Duy với Nan là muốn là chuẩn bị 2 kg nhưng mà thấy trời mưa cho nên là chuẩn bị 1 kg rưỡi thôi. Và nếu mà còn thịt heo là bán được nữa nha cả nhà. Bánh tráng hả? Cái gì? Ăn nữa hả? Ăn bánh tráng với xúc xích hả? Thấy chị thôi gì cho để cho con bé nướng đi, để cho con bé nướng lên đi cho tập luôn. Không có thịt rồi, không có thịt, hết thịt rồi. Hành lá với hành phi á bỏ lên. Ừ nhiều lên cái cuối rồi, cái cuối rồi cho hết luôn, cái cuối cùng nè. Hết luôn cái cuối cùng rồi. Không sợ đáng thôi được bé mà. Ui em yêu bé, nên thấy mấy người Lào à, người Lào nha, là bây giờ là
món ăn đang nổi tiếng bây giờ của người ta là cái gì biết không? Không. Cà tím nướng. Nó có bỏ cà tím màu. Nướng hả? Cà tím à, cà tím à, màu. À hiểu rồi, cà tím nướng vậy giống như mẹ Mai làm cho bà ăn rồi, á. Đúng rồi, xong rồi cắt lên tha bơ, xong rồi cái mấy hành tím, ấy hành lá này nhiều với thịt heo bằm nha, nhiều lắm. Đó chưa hết hành chưa? Cái này hành. Cái này không? Rồi ok. Không, okay. Sao Huy hôm nay đi bán thấy sao Huy? Huy phỏng vấn ơi, hôm nay đi bán thì thấy học được cái gì không? Hôm nay đi bán Huy học được cách nướng bánh chén cả nhà, với lại mình học được cái kiểu mà mình xoay chuyển tình thế trong những cái thế mà là sao cái thế đông người á cả nhà, cái thế mười mấy người ở ngoài bu á, cái thế đó là cái thế mình phải chạy vòng ngoài vòng trong. Chạy lấy thang, lấy lửa, lấy chơi bánh chén, lấy trứng gì đúng không? Thế đó là cái thế đó phải có support á cả nhà. Hỗ trợ. Cái hồi nãy mà nếu mà không có đủ người làm thì sẽ bị rối. Đúng rồi. Và không có đủ người để làm cái lặt vặt ở ngoài. 8x4 320 cộng cho 1.150 1 1 1 1 5 0. Nói chung dọn ra là khoảng 3 giờ. Nhưng mà tới 5 giờ là bắt đầu bán nha cả nhà. 5 giờ bán một hơi một là tới 6:30, thì ta là 6:30, thì bây giờ ba đứa sẽ dọn đi về rồi. Vì cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem video clip này, thì hôm nay thì cả nhà cũng thấy là em Huy cũng bây giờ cũng ok đã, cũng biết nướng, cũng biết làm những cái bước tham gia chung được với Di Nan rồi. Thì những video clip sau thì Di cũng sẽ đưa em Huy đi theo để cùng trải nghiệm tham gia rồi làm video clip chung nha cả nhà. Cô chú anh chị các bạn có yêu mến thì cũng nhớ qua kênh Út Huy đăng ký cho em Út Huy một đăng ký để nhanh chóng được nút bạc nha cả nhà. Cả nhà nếu mà có yêu thích Unisa thì hãy lên Shopee Unisa Shop hay là fanpage Unisa Shop để mua dầu Thái Lan nội địa ủng hộ Việt Nam nha cả nhà. Còn bây giờ thì ba đứa sẽ tranh thủ dọn đi về.